Tôi muốn một cuộc chơi công bằng. Công bằng cho ai? Khi dấu hiệu phạm tội đã quá rõ. Cho cả hai thưa anh. Chúng ta và những kẻ phạm tội. Nếu tao cứu mày thì sao? Tao sẽ chỉ cho mày biết con đường đó. Nếu tao còn sống. Khu này làm gì có cô gái nào ta? Cô gái đó mà nhìn kỹ thì cũng tầm 30 mấy. Không, trời ơi, em làm cảnh sát khu vực ở khu này mà. Căn nhà đó làm gì có cô gái nào ta? Em ở khu vực này lâu rồi, em biết rõ lắm mà. Không có cô gái nào trong căn nhà đó hết.